Tại thánh lễ diễn ra ở quảng trường Thánh Phêrô vào hôm qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã công bố sứ điệp phục sinh năm 2023. Sứ điệp đề cập đến các khu vực trên thế giới đang phải chịu cảnh xung đột và gửi lời cầu nguyện hòa bình đến mọi người. Thánh lễ phục sinh đã diễn ra với các nghi thức vô cùng long trọng trong sự bảo vệ của các vệ binh thành Vatican và cảnh sát Italia. Hà Lan cũng đã gửi đến tòa thánh một tấm thảm với 38.000 bông hoa để trang hoàng quảng trường. Sau khi các nghi thức thánh lễ kết thúc, Đức Giáo hoàng Francisco đã lên ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để đọc sứ điệp, đề cập đến những khu vực đang xảy ra xung đột trên thế giới, đặc biệt là các xung đột giữa Nga và Ukraine, giữa người Israel và Palestine, tình hình nội bộ Liban, Myanmar. Cộng đồng quốc tế hãy mở rộng vòng tay giúp đỡ các nước đang phải chịu tình trạng xung đột, đặc biệt là Nga và Ukraine, sớm chấm dứt tình trạng khó khăn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị mất đi gia đình, bạn bè, cũng như nhà cửa trong những cuộc chiến này. Các dân tộc đang còn xung đột có thể thực hiện đối thoại với nhau trong sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cùng với việc công bố sứ điệp, Đức Giáo Hoàng cũng đã thực hiện nghi lễ ban phép lành cho mọi người.